Hello mọi người, đây là mình đây. Trong video này thì mình cùng mọi người đi model cái ghế này nhá. Thì để model được cái ghế này ấy, thì mình cần chuẩn bị những cái thứ như sau. Thứ nhất đó là mình chuẩn bị cho mình một vài tấm hình về cái ghế để mình quan sát. Thứ hai nữa là bắt đầu mình sẽ đi model. Bước thứ hai là đi model. Bước thứ ba là mình sẽ unwrap cho nó. Bước thứ tư là mình sẽ làm vật liệu. Cuối cùng là mình đặt ánh sáng và render. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nha. Mở Betamax vào mặt front này. Các bạn vẽ cho mình một tấm plan. Rồi, để mình kiểm tra kích thước của tấm ảnh. bảy không chín bốn bảy ba. Rồi, mình sẽ đưa tấm ảnh vào đây. Copy nó ra. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đó, thế thì mình cũng có rất là nhiều hình ảnh tham khảo nhá. Mình vào đây để mình xem cái dimension của nó này, kích thước cao 615, rộng 525, cao 615, rộng 525, cao 615, rộng 525, chiều sâu của nó là 710. Rồi, bây giờ về mặt front internet x này, mình sẽ scale tấm ảnh lên. Ảnh này ảnh phối cảnh cho nên là nó sẽ không có chính xác hoàn toàn đâu nha mọi người. Mình chỉ đưa vào tương đối thôi. Ảnh này là phía sau, sau lưng. Rồi, cái này là ảnh mặt bên. Rồi, vào mặt bên. Scale lên. Rồi. Mình sắp xếp lại một chút. Rồi, vậy là cái phần đầu tiên của mình đi kiếm ảnh và đưa vào để dựng Referency. Xong rồi nha. Và bây giờ mình chuyển qua bước kế tiếp. Mình sẽ đi model cho cái ghế này. Ở đây mình sẽ qua mặt LED này. Mình sẽ bắt đầu bằng một tấm len nha. Mình ấn cần. Ấn Alt+F X này. Rồi mình sẽ convert nó qua poly. Chuyện. Mình kéo các điểm vào đây. Cấp độ 2 bên cạnh.
kéo nó ra. Rồi một này. Tôi có tờ hai. Rồi. Chưa? Giờ mình qua mặt phân này. Rồi sell nó lên cho mình. Sell tầm 20. Hai mươi hai. Rồi 22 nha mọi người. 22. Chiều cao này. Dạ, mình sẽ đối chiếu bằng cái mặt led này. Rồi. Cho nó cái lệnh edit body. Mình sẽ chamfer cái cạnh này. Cái này luôn. Chọn cấp độ 1. Mình bóp này ở lại chút. Cái này cũng vậy. Mình chọn mặt. Mình sẽ insert nó vào. Cho đi luôn. Rồi. Để mình xem cái độ cong của nó ở đây được chưa. Chưa. Mình sẽ... Rồi. Rồi. Connect cho nó. Thế đó. Ring. Connect này. Đó này một chút. Tiếp tục. Ở đây. Ring này. Connect cho nó. Đẩy hay xuống tí. Chưa? Rồi, ở đây. Connect luôn. Ok. Đây, connect luôn. Tiếp tục, ở đây. Connect tiếp. Connect cho nó hai đường. Đây. Connect cho nó. Ok. Đây, chỗ này nó phải cong. Đúng không? Cong lên, mình sẽ thêm cho nó một đường ở đây. Connect một đường thôi. Đó, cấp độ 1. Kéo lên. Rồi. Tôi muốn thử. Đó. Chỗ này mình cho nó rộng lên một tí. Này nó lùi xuống một tí. Đây, xuống đây một tí. Mình sẽ cho nó
một đường ở đây đi. Ok. Ok luôn. Ok luôn. Đây. Ok luôn. Đó. Rồi. Thì về mặt front này. Rồi, copy nó ra. Symmetry cũng được, copy cũng được. Copy luôn đi. Đó. Tiếp tục vẽ mình một cái plane. Đây. 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 30 đi. Kéo nó ra. Cái này xéo lên. 30. 35. 35. Cái này nó hơi dày này. Cái này mình cho nó 25 thôi. Chưa. Cái mặt led này. Xoay nó một chút. Rồi rồi đây. Rồi. Đưa nó lùi ra một tí thôi. Đó. Đây được rồi. Ờ, copy nó xuống đây. Được chưa? Này nằm ngay góc chữ A này. Đó. Rồi, cái này mình đã thách nó lại. Mình là chọn bốn cái mặt này. Insert nó vào. Ok, xóa đi luôn. Xong, chọn cạnh. Connect cho nó hai cạnh. Đẩy ra. Rồi. Chọn mặt. Click nữa. Rồi, ok. Cái này mình chamfer đó. Đó, vậy thôi. Là được. Rồi, hiện lên nào. Tiếp theo mình sẽ vẽ cái sau lưng. Đây, sau lưng có một tấm đen như này. Đấy, tầm 35 thôi. 35 thôi. Cái này mình cũng xéo lên. Xéo lên mỏng thôi. Để tầm 22. Bằng cái miếng này thôi. Rồi, đây là lép. Kéo vào đây, xoay nó một chút. Đó. Rồi. Copy xuống đây. Chắc à, tầm này được rồi. Phần này tầm mới được rồi. Thách hàng này lại luôn. Rồi, bắt đầu 4. Insert cái này vào. Rồi, ra đi. Cấp độ 2 này. Connect hai cạnh. Đẩy ra. Rồi. Chọn mặt.
click nhá. Click nhá. Rồi, chamfer thôi. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo, hai cái chân này. Ẩn này đi. Ẩn này đi. Lên. 25. Một cái ở đây. Rồi chặt. Thế này, cũng xéo lên nha. Lên 22 luôn. Rồi ra đây. Sai một chút. Để lên xem nào. Rồi, ok. Nó sẽ như thế này. Chưa. Copy ra làm sao? Đây. Chưa, làm như đây. Rồi. Tôi thích lắm. Insert nó vào. Sao đi. Rồi. Hiện lên rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ làm tấm mây che cho nó. Mây che. Mình vẽ mây che đơn giản thôi. Làm 20. Rồi, biến như này đi. Đây. Đưa vào giữa. Rồi, cái này mình convert qua poly. Xéo lên. Xéo một không? Rồi. Xóa đi. Chưa. Tiếp theo. Sai nó cả. Sai gì ở đây rồi. Sai nó cả. Rồi. Ok. Cái này. Hở vậy. Cái này
Đây. Chưa. Sai. Đó, như này mới đúng chứ. Rồi. Xoay nó khá. Chưa? Đó. Tắt thằng sèo đi. Thấy cái đèn này vào. Copy này đây. Mình sẽ cho ra tầm 30 cái. Nên coi. Rồi. Con nó xuống. Tầm 30 cái. Rồi. Nhìn cái này có vẻ hơi to. Cho nó nhỏ lại tí đi. Tầm 70. Nhớ đi rồi. Không đi thêm. Không đi đi. Rồi, kéo này tôi đây. Rồi giờ thách lại. Rồi, mình có một tấm này nha. Ok đây tầm này. Để đi phòng. Có làm sai, làm hư thì khỏi mất công ghé lại cái đó. Đây, mình chọn cạnh này. Mình reset qua. Rồi. Shift G để chọn cái này. Mình poly để mình lấy cái mặt mình bắt thằng này lên đây nha. Đó. Đó, tiếp theo cái poly này mình sell lên, sell 50 50. Rồi cái này mình sẽ cắt đó, mình vào lệnh compound object này, chọn boolean intersection on tích đây cả xong. Rồi cái này convert nó qua boolean. Rồi hiện lên này, mình xóa lệnh shell đi, xóa edit boolean đi, mình cho nó cái này đi, 2 3. Ba hơi nhỏ. Bốn này. Chưa. Sao. Tiếp theo. Cái này mình cũng làm tương tự. Có một cái edit poly. Cái này. Reset for. Này nia. Cho nó một cái. G cho cái body đi. Đó. Rồi bắt này lên. Chưa. Trở lại cái mặt. Mình sell nó. Đối với 50. Cảm mặt này cũng vào còn vào object này, một bộ lần này, intersection này, on này, bấm đây cả. Rồi kết thúc lại, convert nó qua poly hiện lên rồi. Đó này, chỗ này đặt hai này lên. Rồi cái này nó chưa có cái độ dày, mình xéo lên. Cái xéo thì mình xeo ra ngoài tấm len trước, bởi vì cái này nó
nó dày đúng không? Bây giờ mình đang sell là 50-50 này, thì khi mà sell 50-50 mà trên cái tấm này nó nhiều nhiều đối tượng như vậy ấy, thì rất là lâu, nên mình sẽ phải chỉnh lại. Nên không không này mình chăm xuống dưới đi, một đúng không? Dưới một, ok đây mình sell đó, xem nó xuống dưới không, mình convert nó qua poly, chọn hết tất cả mixing group cho nó đó, nhìn cho nó có cái độ cong, độ chuyển. Mà thật sự thì nó không có chuyển thì cong ảo rồi. Tiếp tục xem đó, năm. Thay vì mình phải mình bo cong á thì mình làm như này cũng được, cho nó nhanh và nó nhẹ. Mình chamfer hết bằng này cái thì nó khá là lâu nặng rồi. Để ý này, cái phần lưng này nó hơi cong ở phía sau đúng không, thì bây giờ mình phải bẻ cong nó ra phía sau. Rồi để làm cái này thì mình sẽ ở đây, muốn bẻ cong được thì mình phải thêm lưới cho nó. Này mình sẽ thêm lưới cho nó, nên connect này, tăng lên 9 12 13. Thế đường chỉ này cũng vậy, 2 connect. Sau đó rút cái này đi, mình gắn lên FD3 này, chọn level 1 về mặt led, mình kéo này ra một chút đó. Rồi mình kiểm tra lại xem. Đây này. Chưa. Đó, nó sẽ hơi cao một chút. Rồi, đây là mình xong cái phần model này ở đây nhá. Mình sẽ bước qua phần kế tiếp là phần graph.